Chào cả nhà, chiều nay em lên cho cả nhà một cặp mai vắng long lùng lực nha. Thì em lên cây đầu tiên ạ. Cây này thì dòng nó là rất là nhiều nụ luôn. Trong vườn thì chỉ có một cây nhiều nụ như thế này nha. Cây này vào chậu lọt lòng tầm 45. Cây cao tầm 1m2. Bộ rễ của nó rất là khiếp luôn ạ. Nó tạo thành khối một cục thịt to luôn á. Thành thân tầm 21 nha. Cái phần cũ này thì 40 ạ. Đây, khiếp không? Còn cái phần mà đế ôm đây thì tầm 80 nha. Em đo hết rồi. Cái cây này thì nó lên xù rồi nha. Đó, cái phần từ cái phần xù mà đi lên này, nó ôm cây, phong cây rất là đẹp ạ. Lùng lục. Ôm đấy quá rồi tu ra nó ôm hết phần con tay rồi, dàn nụ của nó rất là khiếp luôn ạ. Đây nụ càng bóng hết mà đấy, khiếp không, siêu nụ luôn nha. Trong vườn em lọt ra có một cây như thế này thôi. Dòng này dòng dảo tầm 12 cánh trở lên nha, nở rộ. Cái này nở là nở cháy cây luôn ạ. Khiếp thân à. Đây, con chụp viên chụp nụ. Dàn nụ của nó nhiều, nó dày lên trên ngọn nha. Dì đều hết luôn á. Cái này thì em còn giữ lại lá để giao lưu với anh em miền Nam nha. Còn ở em thì chủ yếu là đã xuống lá hết rồi, còn một số ít là chưa xuống thôi. Rồi em lên cây số 2 ạ. Cây này cũng là một dạng cây dáng long lùng lực nha. Cái phần cũ của nó nè. Phần này 40 nha. Cái cũ này thằng 40 thôi. Thằng 38 chính xác nha. 38, còn cái phần này thì cao tầm khoảng 30 ạ. Đây, từ phần cũ nó ôm lên rất là đẹp ạ. Cũ như cái banh luôn nha. Lên da sù á. Đường hoàn thân này thì tầm 22 nha. Cái này thuộc giáo đọt đỏ nha. Tầm 12 cánh trở lên ạ. À. Nó lọc nó ra màu đỏ. Phần nụ nó nhiều nè. Nhiều nhưng mà không bằng cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên thuộc dạng siêu nụ rồi. Cái con này em mới là cũng xíu rồi. Rồi cây này thì tầm 10 năm rồi nha. Anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ cho em ạ. Cây đầu tiên là thuộc dạng siêu nụ. Còn cây thứ hai cũng xù nha. Rồi em chào cả nhà ạ.